Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh Chúa ngày ban cho chúng ta ở trong ơn của Chúa. Chúng ta đã cùng nhau học hỏi phần đầu của đề tài đến gần một ơn phước ở trong chủ đề cầu nguyện chuẩn bị cho dấu kỳ phép lạ. Chúng ta cùng xem lại phần kinh thánh mà chúng ta đã học với nhau ở trong thứ tư tuần trước. Xin chúng ta cùng nghe lại phần kinh thánh này để chúng ta ôm lại những gì chúng ta đã gây dựng ở trong phần đầu của bài học. Đến giờ dâng của lễ trai ban chiều, tiên tri Ly đến gần và nguyện rằng: Lạy Jehovah Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac, của Israel, ngày nay xin hãy tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong Israel, rằng tôi là kẻ tôi tớ Ngài và tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự này. Đức Jehovah ơi, xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự này nhìn biết rằng Jehovah là Đức Chúa Trời và Ngài khiến cho lòng họ trở lại. Lửa của Đức Jehovah bèn giáng xuống, thiêu đốt của lễ thiêu, củi, đá, bụi và rút nước ở trong mương. Thế vậy, cả dân sự sắp mình xuống đất và la rằng: Jehovah là Đức Chúa Trời, Jehovah là Đức Chúa Trời. Eli nói với chúng rằng: Hãy bắt các tiên tri của ba anh, chớ cho thoát một người nào. Chúng bèn bắt họ. Eli đem họ xuống dưới khe Kishon và giết họ tại đó. Đoạn Eli nói cùng Ahab rằng: Hãy đi lên ăn và uống, vì tôi đã nghe tiếng mưa lớn. Vậy Ahab trở lên đặng ăn uống. Nhưng Eli leo lên chót núi Carmel, cúi xuống đất và sấp mặt mình giữa hai đầu gối. Đoạn người nói với kẻ tôi tớ mình rằng: Xin hãy đi lên, ngó về phía biển. Kẻ tôi tớ đi lên xem, nhưng nói rằng: Không có chi hết. Eli lại nói: Hãy lên 7 lần. Lần thứ 7, kẻ tôi tớ đáp rằng: Tôi thấy ở phía biển lên một cụm mây nhỏ như lòng bàn tay. Eli bèn tiếp: Hãy đi nói với Ahab rằng: Hãy thắng xe đi xuống kẻo mưa cầm vua lại chăng. Trong một lúc, trời bị mây che đen, gió thổi dậy và có cơn mưa rất lớn. Ahab bèn lên xe mình đi đến Gitrien. Tay của Jehovah giáng trên Eli, người thắt lưng chạy trước Ahab cho đến khi tới Gitrien. Cảm ơn Chúa phần kinh thánh để cho chúng ta thấy những nguyên tắc mà chúng ta có thể áp dụng trong thời giờ chúng ta cầu nguyện, để chúng ta đến gần ơn phước với tất cả những phước hạnh mà Chúa Ngài dành ban cho chúng ta. Đấy là cầu nguyện của chúng ta được nhậm. Chúng ta đã được nhắc nhở tuần trước, đó là chẳng những chúng ta phải có sự chuẩn bị của tấm lòng, trang bị bằng lời của Chúa, mà còn phải được trình dâng nhu cầu của mình một cách đúng cách. Cảm ơn Chúa, như trong các vua thứ nhất chương 18, chúng ta thấy tiên tri Ly sau khi kết thúc các bước chuẩn bị của việc ông sửa chữa lại đền thờ, bàn thờ đã bị phá hủy, bằng cách ông xếp những cái hòn đá, 12 hòn đá là đại diện cho 12 chi phái của dân Israel. Rồi ông xếp củi gỗ một cách thứ tự, rồi ông đào mương chung quanh. Và kinh thánh ghi lại cho chúng ta là ông đã để của lễ lên trên, rồi ông mới cất tiếng cầu nguyện. Và lời cầu nguyện của ông lên đến thiên đàng. Và kinh thánh cho chúng ta thấy lập tức Chúa Ngài giáng lửa từ trời xuống ở trên của lễ. Chúa đáp lời cầu nguyện của tiên tri Eli sau khi ông có những sự chuẩn bị này. Chúng ta cũng nhớ nhắc đến David. Khi ông đối diện với Goliath, ông chuẩn bị chính mình bằng cách đi xuống khe nước. Tại đó ông chọn cho mình 5 hòn đá, ông bỏ vào trong túi. Và ông không ngừng ở chỗ đó. Nhưng mà kinh thánh ghi lại cho chúng ta, ông đã tiến lên hướng về tên khổng lồ. Trong khi Goliath chưa biết phải làm gì, thì chúng ta thấy hòn đá từ trận ném đá của David đã bay ra lọt thấu vào ở trong trán của hắn. Goliath sấp mặt xuống đất và chết. Cảm ơn Chúa vì hai tấm gương này cho chúng ta thấy chúng ta có sự chuẩn bị của lời, chúng ta có sự sắp xếp, nhưng mà công việc hết sức là quan trọng là chúng ta phải hành động. Nhưng mà hành động theo như đức tin. Cầu nguyện của linh nghiệm bắt đầu bằng sự chuẩn bị với lời của Chúa, nhưng phải được cầu nguyện qua một gạch nối với thiên đàng. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục và chúng ta học về gạch nối này. Tuần rồi chúng ta đã xem phần thứ nhất, đó là đến gần ngôi ơn phước ở trong đức tin. Khi chúng ta đến gần với Chúa, chúng ta trong sự cầu nguyện thì phải đến với đức tin. Vì sau khi chúng ta tìm kiếm được lời hứa của Chúa ở trong kinh thánh cho hoàn cảnh của chúng ta, thì kế tiếp chúng ta phải xây dựng đức tin vững chắc để lời cầu nguyện của chúng ta có linh nghiệm. Đức tin là sức mạnh mà
thiếu đức tin thì lời cầu nguyện sẽ không bao giờ được hiệu quả. Cho nên chúng ta đến gần ơn phước với đức tin, vì Chúa muốn thấy đức tin của chúng ta, chứ không phải chỉ nghe những nhu cầu của chúng ta mà thôi. Vì Chúa Ngài muốn thấy tấm lòng của chúng ta tin Chúa như thế nào. Và chúng ta nhớ đến câu chuyện của hai người mù. Họ xin Chúa Ngài chữa lành. Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng Chúa Ngài muốn tìm thấy cái đức tin của họ nơi Chúa. Cho nên Chúa Ngài không chữa lành cho họ ngay tức thì, nhưng mà Chúa Ngài đặt cho họ câu hỏi để xác nhận cái đức tin của họ nơi Chúa. Đó là Ngài hỏi: hai người tin ta làm được điều đó cho các ngươi sao? Họ trả lời rằng chúng tôi tin. Và lập tức Chúa Ngài rờ mắt họ và họ đã được cái sự chữa lành ở trong ơn của Chúa. Chúng ta khi đến với Chúa phải đến với một tấm lòng của đức tin. Rồi thứ nhì chúng ta đã xem đó là đến gần một ơn phước ở trong sự thờ phượng. Chúng ta đến với Chúa và cái chìa khóa mà Chúa Ngài mở ra cho chúng ta trao trong tay của chúng ta để chúng ta có thể bước vào ở trong sự hiện diện của Chúa. Mà chính Đức Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta đó là khi chúng ta cầu nguyện hãy nói: lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Đây là bước đầu tiên cho sự tương giao với Chúa. Nếu chúng ta muốn được sự chú ý của Chúa thì chúng ta phải đến gần ngôi ơn phước với sự ngợi khen, với tinh thần thờ phượng. Chúng ta đã được nhắc nhở ở trong Thi Thiên 100 câu 2 và câu 4: khá hầu việc Đức Giê-hô-va một cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Và câu số 4: hãy cảm tạ mà vào các cửa của Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang của Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Ôi thật là tuyệt vời. Xin chúng ta nhớ điều đó. Đây là điều kiện mà Chúa Ngài muốn thấy khi Ngài cho phép chúng ta được vào. Và muốn được vào thì chúng ta phải mang với chúng ta những lời cảm tạ, những tiếng hát ngợi khen. Cho nên lời của Chúa dạy chúng ta hãy cảm tạ mà vào các cửa của Ngài. Hay là trong tiếng Anh là enter his gate with thanksgiving. Chúng ta bước vào cổng của Chúa với những lời cảm tạ, những lời bày tỏ lòng biết ơn ở trước mặt Chúa. Rồi chúng ta đi sâu hơn, sau khi chúng ta vào trong cổng rồi, chúng ta muốn vào trong hành lang của Chúa thì chúng ta phải vào với tiếng hát ngợi khen. Bởi vì Chúa Ngài Ngài muốn tìm thấy điều đó. Và đây là chìa khóa mà Chúa Ngài trao cho chúng ta để chúng ta có thể bước vào ở trong sự hiện diện của Chúa. Và tuần rồi chúng ta đã nhắc nhở lầm bầm than vãn nước mắt không mở cửa khiến cho chúng ta được vào trong sự hiện diện của Chúa, nhưng mà là chính là sự thờ phượng. Đây là lý do tại sao hội thánh của Chúa khi chúng ta nhóm nhau lại, mỗi lần chúng ta nhóm nhau lại, luôn cả ở trong sự thờ phượng cá nhân của chúng ta ở tại nhà, thì chúng ta phải sử dụng cái chìa khóa mà Chúa Ngài trao cho chúng ta để chúng ta có thể bước vào trong sự hiện diện của Chúa, đến với lời cảm tạ và tiếng hát ngợi khen. Nên khi chúng ta đến gần ngôi ơn phước của Chúa thì chúng ta nhớ phải có điều đó cập theo. Sau khi Eli sửa lại bàn thờ với tất cả được sắp xếp hẳn hòi thì Kinh Thánh chép ông xả bò tơ ra từng miếng và sắp nó ở trên củi. Đó là hình ảnh của lễ của sự ngợi khen. Ngợi khen là con đường chắc chắn để thu hút sự chú ý của Chúa, bởi vì Ngài ngự giữa tiếng hát ngợi khen của dân sự của Ngài, như Thi Thiên 22 câu số 3. Để áp dụng, chúng ta nhớ là khi chúng ta đi vào trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta có thể thưa với Chúa: Chúa ơi, con tôn quý Ngài, con cảm ơn Chúa vì tất cả những gì Ngài đã ban cho con cảm ơn Ngài vì Chúa luôn ở cùng con. Và với tấm lòng biết ơn và thái độ thờ phượng như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ nghe Chúa Ngài đáp lời chúng ta, đó là: con trai của ta ơi, con gái của ta ơi, con cần điều gì? Bởi vì chúng ta đã được đi vào ở trong nơi thánh và nơi chí thánh để chúng ta có thể gặp Chúa ở tại đó. Sự ngợi khen thờ phượng là con đường duy nhất để dẫn chúng ta vào sự hiện diện của Chúa. Và điều thứ ba mà chúng ta đã học ở trong tuần rồi, đó là chúng ta đến gần ngôi ơn phước với lời nài xin. Như Philip chương 4 câu 6 nhắc chúng ta chớ lo phiền chi hết. Cảm ơn Chúa, chúng ta thư thả mà chúng ta đến không lo phiền gì, bởi vì chúng ta biết là Cha yêu chúng ta và sẵn sàng đáp lời cầu nguyện. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Ở đây Phaolô chia sẻ với chúng ta bí quyết để chúng ta có thể vào ở gần ngôi ơn phước của Chúa ở trong sự cầu nguyện. Đó là chúng ta chớ lo phiền chi hết. Chúng ta phải thư thả, chúng ta phải bước cái bước đầu tiên này để chúng ta có thể vào trong sự hiện diện của Chúa. Như vậy chúng ta đến gần ngôi ơn phước với lời của Chúa Ngài dạy chúng ta, đó là chúng ta phải đến với đức tin.
chúng ta đến với một cái tấm lòng nhận biết Chúa, đấng mà chúng ta sắp sửa trò chuyện, đấng mà chúng ta sẽ trình bày những cái nhu cầu của mình, là Chúa chí cao, và chúng ta đến gần trong sự thờ phượng, và chúng ta đến ở trong sự nài xin. Và tuần rồi chúng ta đã nhắc nài xin không có nghĩa là chúng ta đến để chúng ta năn nỉ Chúa, nhưng mà lời của Chúa ở trong Esai 41 câu 21 nói Đức Giê-hô-va phán: hãy trình đơn các người. Vua của Gia-cớp phán: hãy bày tỏ lẽ mạnh của các người. Hai cụm từ này, hãy trình đơn. Như vậy chúng ta thấy có một cái sự sắp đặt của cái lời của chúng ta, như là chúng ta làm cái đơn để chúng ta trình dâng lên cho cấp trên, trình dâng lên để chúng ta xin phép một điều gì đó. Chúng ta làm một cái đơn. Rồi lời của Chúa lại bảo chúng ta cụm từ kế tiếp, đó là hãy bày tỏ lẽ mạnh của các người. Cảm ơn Chúa. Chúa ngày muốn chúng ta đến với Chúa với những lời hứa của Chúa, với một nguyên tắc của vương quốc của Đức Chúa Trời. Và chúng ta đến và chúng ta trình bày duyên cớ của mình, chúng ta trình bày nhu cầu của mình ở trước mặt Chúa. Chúng ta trình đơn, chúng ta bày tỏ lẽ mạnh của chúng ta. Vì không có điều gì lay động cánh tay của Chúa nhanh bằng lời của Ngài. Cho nên chúng ta đến với Chúa và chúng ta nài xin. Nài xin không phải là nài nỉ, nhưng mà là xin dựa theo lời của Chúa, và chúng ta đối mặt kiên trì trình dâng nhu cầu của mình. Đây là điều mà chúng ta cần nhắc nhở trong đời sống của chúng ta. Trở lại với thí dụ của tiên tri Eli, chúng ta còn nhớ ông xin Chúa ban cho mưa, rồi ông bảo đầy tớ của ông đi lên trên núi nhìn ra phía biển để kiểm chứng. Thì chúng ta thấy rằng người đầy tớ trở xuống và nói rằng chưa thấy gì hết. Ông lại cầu nguyện, rồi ông sai đầy tớ đi lên kiểm chứng. Thì chúng ta thấy rằng liên tục như vậy đến lần thứ bảy, có một sự kiên trì. Chữ này xin ở tại đây mang hình ảnh là chúng ta kiên trì trình bày duyên cớ của chúng ta với Chúa, bởi vì chúng ta tin chắc rằng Chúa Ngài đáp lời cầu nguyện, mà chúng ta nài xin là như vậy. Trong Các Vua thứ nhất chương 18 câu 42 đến 46: vậy Ahab trở lên đặng ăn uống, nhưng Eli lên chót núi Cạc-mên, cúi xuống đất và ấp mặt của mình giữa hai đầu gối. Đoạn người nói với kẻ tôi tớ của mình rằng: xin hãy đi lên ngó về phía biển. Kẻ tôi tớ đi lên xem, nhưng nói rằng không có chi hết. Eli lại nói: hãy trở lên bảy lần. Lần thứ bảy, kẻ tôi tớ đáp rằng: tôi thấy ở phía biển một cụm mây nhỏ như lòng bàn tay. Chúng ta thấy ông nài xin và ông kiên trì ở trong trước sự hiện diện của Chúa, ở gần ngôi phước của Chúa để cầu xin. Ban đầu chưa thấy gì hết, nhưng mà ông nài xin dựa theo những gì Chúa Ngài đã bày tỏ, Ngài đã mặc khải. Vì chính Chúa là đấng đã sai ông đi đến để nói với vua Rahab rằng sẽ có mưa xuống trở lại. Mặc dù lần trước thì Chúa Ngài sai ông đi và nói rằng sẽ không có mưa trên đất. 3 năm hơn trải qua, bây giờ Chúa Ngài truyền lệnh cho ông hãy đi đến gặp vua Rahab và nói rằng sẽ có mưa. Chúa bày tỏ ý của Ngài. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây là tiên tri Eli, ông úp mặt của mình ở giữa hai chân của mình, hai đầu gối của mình, ở trong tư thế của một người, giống như một người phụ nữ trong tư thế sinh con ở trong lúc bấy giờ. Cưu mang cái vấn đề trong tấm lòng của mình, trình dâng lên trước mặt Chúa trong sự kiên trì nài xin. Và trong trường hợp này chúng ta thấy mặc dù Chúa là đấng đã bảo ông đi để nói với vua Rahab rằng sẽ có mưa, đó là lời hứa của Chúa, đó là lời của Chúa, lệnh của Ngài truyền cho để tiên tri Eli đi và nói với vua Ahab. Thì chúng ta thấy ở tại đây cái sự kiên trì này không phải là chúng ta đến và chúng ta lặp đi lặp lại cái lời nài xin của chúng ta, lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng mà là dựa trên những gì Chúa hứa và chúng ta xin để cái điều đó nó sẽ thành sự thật. Và tin chắc rằng sẽ xảy ra ở trong một cái mức độ là ông có thể nài xin lên đến 7 lần. Và lần thứ 7 chúng ta để ý từ đây là không có nhiều, một cái dấu rất là nhỏ, đó là có một cụm mây xuất hiện bằng cái cỡ của nó bằng một cái lòng bàn tay của một người. Nhưng mà chừng đó cũng đủ cho tiên tri Eli biết rằng việc đã bắt đầu xảy ra. Chúa đáp lời cầu nguyện. Và đức tin của ông ở tại đây đúng như định nghĩa của Hebrew chương 11 câu số 1. Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những gì mắt của mình chẳng xem thấy. Ông vận dụng đức tin của mình trong sự nài xin. 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần, 7 lần, đến lần thứ 7. Thì khi người đầy tớ báo cho ông biết rằng đã có một đám mây xuất hiện, mặc dù đối với người khác có thể là một cái dấu rất là nhỏ,
Và tôi tin rằng người đệ tớ này cũng báo cho tiên tri Lee biết trong cái hàm ý là có một cụm mây mà nó chỉ bằng lòng bằng tay thôi. Nhưng mà Eli biết rằng đã đến cái thời điểm của mưa sẽ đến. Ông bảo người đệ tớ hãy đi và nói với vua rằng xin vua hãy thắng xe đi xuống kẻo mưa cầm vua lại chăng. Cảm ơn Chúa. Eli này xin cho đến khi ông nhận được điều mình cầu xin. Tại sao? Vì Chúa Ngài đã hứa như vậy. Ông này xin cho đến khi được nhậm. Người đệ tớ của ông phải kiểm chứng đến 7 lần. Nhưng mà trong cái phần của tiên tri Eli là ông cầu xin, mong đợi Chúa Ngài đáp lời. Chưa thấy, tiếp tục nài xin cho đến khi ông nhận được. Cảm ơn Chúa, cuối cùng mưa đã đến và đất đã xanh ra bông trái. Và đây là điều mà chúng tôi muốn công bố cho anh chị em. Trong danh Đức Giê-xu, tôi thấy nhiều người đang đi vào giai đoạn của sự phong phú dự dật. Hãy tiếp tục nài xin, có thể thêm một lần nữa. Cái lời cầu xin của chúng ta, nài xin của chúng ta có thể đã đến lần thứ 6 rồi đó. Rồi nó đang bước vào trong lần thứ 7. Đừng bỏ cuộc. Nài xin dựa theo lời của Chúa hứa, thì chúng ta chắc chắn sẽ nhận được điều mình cầu xin. Cảm ơn Chúa. Có một vị thần, một thuộc tính của Đức Thánh Linh được gọi là thần của ân điển và nài xin. Ngài giúp cho người cầu nguyện có thể đứng vững ở trên tháp cầu nguyện. Cầu nguyện với hết cả tấm lòng, như là cầu nguyện cho con ruột của mình, cho ruột thịt của mình. Cầu nguyện với hết cả tấm lòng, cầu nguyện với tất cả tình yêu thương. Để chúng ta thấy chắc chắn sẽ có kết quả. Sacheri chương 12 câu 10 chép: ta sẽ đổ thần của ân phước, hay là thần của ân điển và của sự nài xin trên nhà của David và trên dân cư của Jerusalem. Anh chị em hãy cầu xin Chúa Ngài đổ thần của ân điển và của sự nài xin trên đời sống của anh chị em, để đời sống cầu nguyện của anh chị em được linh nghiệm. Đó là điều mà tôi cầu nguyện cho anh chị em. Xin Chúa Ngài tuôn đổ thần của ân điển và nài xin một cách mạnh mẽ, rộng rãi cho nhiều cơ đốc nhân Việt Nam của chúng ta, cho hội thánh của Chúa. Bởi vì chúng ta cần có những người cầu nguyện có linh nghiệm, và Ngài sẵn sàng để giúp đỡ cho chúng ta khi Ngài đến. Cho nên hãy mở lòng, hãy khao khát và xin thần của ân điển và nài xin đổ xuống ở trên chúng ta. Điều thứ tư, chúng ta đến gần ngôi ân phước để chúng ta xin nước của Chúa được đến. Đây là một trong những cái yếu tố quan trọng khác cần phải có. Chúng ta cần phải sống một cuộc sống của sự ban cho. Chúng ta cần sống một cuộc sống để nhận biết chúng ta được đặc ân, được Chúa Ngài cứu, Ngài chọn chúng ta và cho chúng ta được trở nên dân của vương quốc của Đức Chúa Trời. Và như tôi nhắc nhiều lần, cái sự khám phá này rất là quan trọng. Đó là ở trong vương quốc này không có dân chúng, nhưng mà có con. Như vậy chúng ta là con gái ở trong nhà, thì trong hoàng tộc, có nghĩa là cha của chúng ta là vua, thì chúng ta là người của hoàng tộc. Được Chúa Ngài ban cho chúng ta cái phước hạnh, đó là chúng ta được ở trong sự dẫn dắt, cai trị, chu cấp của một vị vua rất là tài giỏi, quyền năng, và có đủ hết tất cả những cái gì cần có để có thể cho người dân ở trong vương quốc này sự ấm no hạnh phúc. Chúa của chúng ta chính là vị vua đó. Ngài là vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa. Ngài bảo chúng ta khi chúng ta cầu nguyện đó, chúng ta xin nước của Chúa được đến, được bày tỏ ra như Chúa Giê-xu Ngài đã dạy. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy. Ở trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 9 đến câu 10 đó. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: lạy cha chúng tôi ở trên trời, danh cha được tôn thánh, nước cha được đến, ý cha được nên ở đất như trời. Cầu nguyện ở trong tinh thần của vương quốc của Chúa khiến cho chúng ta sẽ được sự chú ý của thiên đàng. Vì cha biết tấm lòng của chúng ta. Nếu tấm lòng của chúng ta quan tâm đến công việc của cha, công việc của vương quốc, thì chắc chắn cha sẽ hài lòng mà ban phước trên chúng ta. Cầu nguyện trong tinh thần của vương quốc sẽ được Chúa Ngài chú ý. Đây là mục tiêu của chúng ta. Chúng ta muốn khi chúng ta mở miệng ra chúng ta cầu nguyện, thì chúng ta được tất cả sự chú ý của thiên đàng. Khi chúng ta có một tấm lòng, chúng ta cầu xin nước của Chúa được đến. Nếu chúng ta mong chờ một cái sự bứt phá trong đời sống cá nhân của chúng ta, một trong những cách nhanh nhất để chúng ta có thể đạt được, đó là hãy có lòng yêu thương cách mãnh liệt đối với Chúa. Hết lòng, hết ý, hết linh hồn của mình yêu mến Chúa và vương quốc của Ngài, thì chúng ta chắc chắn sẽ thấy được sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời. Hãy tha thiết cho công việc của vương quốc của Chúa như công việc của cha ở trong nhà. Lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy tấm lòng của chúng ta đã đặt ở đúng chỗ. Chúa Ngài biết chúng ta sẽ sử dụng những cái phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho
để chúng ta mở rộng vương quốc của Chúa, thì chắc chắn cha Ngài sẽ yểm trợ. Khi chúng ta hết lòng với công việc của Chúa và vương quốc của Ngài, Chúa sẽ đổ ơn của Ngài trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Hãy cầu xin, hãy cầu thay cho công việc của vương quốc của Chúa Trời. Hãy cầu nguyện như cầu nguyện cho con ruột của mình, cầu nguyện cho việc ở trong nhà của mình bằng cách hết lòng, hết ý. Anh chị em, chúng tôi có cơ hội để cầu nguyện cho rất là nhiều người, cho nhiều nhu cầu khác nhau. Và chúng tôi cảm nhận có một cái điều gì đó nó khá đặc biệt và mạnh mẽ hơn, thúc đẩy hơn khi chúng tôi cầu nguyện cho con cái của mình. Bởi vì tình yêu thương và cái sự trân quý mà tôi dành cho con gái của tôi, thì khi mà tôi cầu nguyện với tinh thần đó cho bất cứ một ai, thì tôi thấy sự đáp lời của Chúa đến một cách rất là nhanh chóng. Khi tôi thấy một thiếu nữ cần được sự cầu nguyện, và cùng một cái lứa tuổi như là con gái của tôi ở trong nhà, thì tôi hình dung cái thiếu nữ đó như là con gái của mình, có cái nhu cầu trong đời sống, và như là một người cha yêu thương con của mình, tôi cầu nguyện với hết cả tấm lòng. Cái sự thương xót, cái tình yêu thương cặp theo đó khiến cho lời cầu nguyện của chúng ta rất là tha thiết. Và chúng muốn thấy điều đó. Khi chúng ta cầu nguyện như vậy cho vương quốc của Chúa, nước của cha được đến, ý của cha được nên, khi chúng ta cầu nguyện tha thiết đối với vương việc của Chúa, thì tôi thấy một cái lẽ thật này. Cảm ơn Chúa, đó là khi chúng ta lo cho công việc của cha đó, thì cha sẽ lo việc của chúng ta. Chúng ta lo việc của Chúa, Chúa sẽ lo việc của chúng ta. Đây là điều mà tôi khuyến khích anh chị em chỉnh sửa tấm lòng của mình. Khi chúng ta hết lòng yêu mến Chúa, phục vụ Ngài, và chúng ta lo nghĩ đến vương quốc của Đức Chúa Trời, như Chúa Ngài bảo chúng ta, trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, tất cả những nhu cầu khác ở trong đời sống của chúng ta, cha chu cấp hết. Ngài ban cho chúng ta, rồi cho thêm những điều mà những người bên ngoài, dân ngoại đang cần tìm, đó là cái ăn, cái mặc ở trong đời sống của mình. Cảm ơn Chúa. Hãy cầu nguyện như người nhà của Chúa, cầu nguyện để vương quốc của Chúa, vương quốc của cha, vương quốc của Đức Chúa Trời được đến, nước cha được đến. Thì tôi tin rằng anh chị em sẽ kinh nghiệm phước hạnh của Chúa. Vì một khi anh chị em cầu nguyện và tha thiết với công việc của Chúa, thì tôi thấy những nhu cầu cá nhân của anh chị em trở nên lời chứng của sự can thiệp của Chúa. Bởi vì chúng ta biết rằng Chúa Ngài sẽ làm. Tôi biết chắc rằng Chúa Ngài sẽ làm khi anh chị em là những người yêu mến công việc của Chúa, vương quốc của Ngài. Lời cầu nguyện của chúng ta chắc chắn sẽ được Chúa Ngài can thiệp, chắc chắn sẽ được Chúa Ngài đáp lời. Cảm ơn Chúa. Thứ năm, chúng ta khi đến gần ân phước của Chúa, thì chúng ta cần nhớ đây là một mối tương giao hai chiều. Có nhiều người vấp một cái lỗi, đó là chúng ta đến với Chúa như là chúng ta chỉ báo cáo cho Chúa và nói đến nhu cầu cá nhân của chúng ta, và chúng ta chỉ trình bày nhu cầu của mình. Nhưng mà cầu nguyện thì nó nhiều hơn là chỉ trình dâng cái nhu cầu của mình cho Chúa. Nhưng mà chúng ta cần phải lắng nghe để nhận sự hướng dẫn từ nơi Chúa nữa. Như khi chúng ta ngồi xuống, chúng ta nói chuyện với một ai đó, thì nó sẽ rất là đơn điệu nếu chúng ta nói từ đầu đến cuối. Nhưng mà cái câu chuyện trao đổi đó, chúng ta thấy người nói một câu, người kia có thể đáp ứng lại. Thì sự cầu nguyện của chúng ta trong mối tương giao với Chúa cũng tương tự như vậy. Habacuc chương 2 câu 1 cho chúng ta thấy tiên tri của Chúa đã quyết tâm làm công việc này. Xin Chúa cho chúng ta cũng sẽ có quyết tâm này. Habacuc chương 2 câu 1: ta sẽ đứng nơi vọng canh. Hình ảnh của một người lính đứng canh, không thể ngủ gục được, cũng không thể lơ đễnh được, nhưng mà có cái sự tập trung. Ta sẽ đứng nơi vọng canh, trông chân nơi đồng lũy. Nói đến một cái vị trí mà chúng ta thấy rằng đứng vững và đứng ở trong cái vị trí trông chân, tức là đứng một cách chắc chắn, không chạy đây chạy lại, nhưng mà đứng ở trong một cái vị trí chắc chắn. Rồi ông làm gì? Câu kế tiếp chép: nhìn xem Ngài bảo ta điều gì. Nhìn xem, rình xem Chúa phán điều gì, rồi ta trả lời thế nào về sự đối nại của ta. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy tiên tri Habacuc đã hiểu được nguyên tắc. Chúng ta lắng nghe Chúa hướng dẫn, và chúng ta cũng phải chuẩn bị để chúng ta đáp ứng lại với cái sự hướng dẫn của Chúa như thế nào. Khi chúng ta đến gần ơn phước của Chúa, hãy nhận biết điều đó. Đây là một mối tương giao hai chiều, anh chị. Đừng đơn điệu chỉ trình bày nhu cầu của mình. Cầu nguyện không phải là báo cáo tình hình cho Chúa biết, vì Chúa là đấng biết tất cả mọi sự. Chúa Giêsu Ngài nói rằng lời chưa ra khỏi miệng ngươi thì cha đã biết rồi.
Cảm ơn Chúa. Lời chưa ra khỏi miệng của chúng ta, còn ở trong tấm lòng của chúng ta, còn trong tư tưởng của chúng ta, xin lỗi, chưa thoát ra miệng của chúng ta thì Cha đã biết. Như vậy thì chúng ta không cần đến để chúng ta trình báo tình hình cho Chúa, nhưng mà là chúng ta đến với Chúa ở trong mối tương giao hai chiều này, có thắc mắc, cần sự dẫn dắt, hướng dẫn của Chúa, thì chúng ta hãy để thời giờ lắng nghe Chúa nghe trả lời. Để đời sống cầu nguyện của chúng ta trở nên phong phú, thì anh chị em hãy nhớ đến cái nguyên tắc này, để khi chúng ta đến gần ngọn ân phước của Chúa, chúng ta sẽ được sự dẫn dắt từ nơi Chúa. Để lời cầu nguyện của chúng ta không phải là chúng ta ném lời cầu nguyện của chúng ta lên trời, để chúng ta hy vọng rằng trong cái sự may mắn nào đó thì nó rớt xuống ở trước mặt Chúa, ở trong sự hiện diện của Chúa. Nhưng lời cầu nguyện chắc chắn như một người, chúng ta đến ở trước mặt Chúa, trình bày duyên cớ của chúng ta, trình bày nộp đơn xin của chúng ta theo như lời của Chúa dạy, rồi chúng ta biết phải làm gì. Jeremy 33 câu 3, chúng ta thấy Chúa nghe hứa những điều chắc chắn tại đây. Xin chúng ta cùng xem lại câu kinh thánh này để chúng ta thấy lời hứa chắc chắn của Chúa. Hãy kêu cầu ta, đó là phần mà Chúa nghe bảo chúng ta làm. Hãy kêu cầu ta, phần của chúng ta kêu cầu. Rồi Chúa nghe nói những lời hết sức là khẳng định, ta sẽ trả lời cho. Cảm ơn Chúa. Phần của chúng ta hãy kêu cầu, phần của Chúa Ngài sẽ trả lời. Rồi ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Phần của chúng ta kêu cầu, phần của Chúa Ngài hứa một cách khẳng định tại đây, chắc chắn tại đây là sẽ trả lời cho. Rồi Chúa Ngài còn hứa một điều khác nữa, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Cảm ơn Chúa, trong sự đáp lời của Chúa, Ngài sẽ đáp một cách lớn hơn tất cả những gì chúng ta có thể cầu xin. Vì Cha biết nhu cầu của chúng ta. Có thể chúng ta chưa biết tới để chúng ta xin cho đúng, mà Cha thì biết chúng ta cần cái gì, cho nên khi chúng ta xin, Cha ban cho. Và Chúa Ngài biết những gì chúng ta cần, có thể thêm 2-3 bước nữa trước khi chúng ta biết, bởi vì chuyện đó là chuyện ở trong tương lai. Cha ban và chuẩn bị sẵn. Cảm ơn Chúa về phước hạnh mà Chúa Ngài dành ban cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Ở trong đời sống tôi kinh nghiệm những cái trường hợp tương tự như thế này rất là nhiều lần. Lấy thí dụ, Chúa Nhật tuần trước, khi tôi về đến nhà vào buổi trưa, thì tôi thường là có một cái công việc ngồi lại cầu nguyện cảm ơn Chúa vì diễn tiến của buổi thờ phượng và sứ điệp mà Chúa Ngài cho để chia sẻ. Rồi tôi lại nghe một cái sự hướng dẫn của Chúa, một tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ trong lòng: con phải chuẩn bị cho sứ điệp tuần tới, ngay hôm nay, ngay thì giờ này. Thường thì tôi chỉ đọc cái phần kinh thánh mà tuần sau mình sẽ giảng, nhưng mà Chúa thúc đẩy cái điều đó. Thì tôi lại ngồi xuống nghiên cứu và chuẩn bị cho sứ điệp kế tiếp, vì Cha biết hơn tôi biết. Vì tối đêm đó, một người thân thương, một anh em tín hữu ở trong hội thánh đã tin Chúa nhiều năm về trước, nhưng mà gián đoạn không đi nhóm lại với hội thánh. Thì trong cái sự liên lạc của một chị em trong hội thánh là cô Loan, báo tin cho chúng tôi biết rằng anh qua đời vào lúc 2:40 sáng của tối Chủ nhật và rạng ngày thứ hai. Thì đó đẩy chúng tôi đi vào trong cái việc là phải chuẩn bị sắp đặt để giúp đỡ cho lễ phát tang rồi tang lễ. Cảm ơn Chúa, nếu không có sự chuẩn bị trước, không nghe sự hướng dẫn từ nơi Chúa thì chúng tôi sẽ gặp nhiều cái khó khăn hụt hẫng vì không có đủ giờ để chuẩn bị cho sứ điệp của ngày Chủ nhật. Anh chị em, Chúa biết khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu xin và chúng ta lắng nghe, thì chúng ta sẽ được sự hướng dẫn của Chúa, vì Cha biết những gì chúng ta cần. Ở đây là điều tuyệt vời mà tôi khuyến khích anh chị em chúng ta cần nắm bắt điều đó. Một hình ảnh khác để chúng ta thấy ông Daniel, ông đang ở trong cái hiểm họa chết chung với các thuộc sĩ của người Babylon. Vua Nebuchadnezzar triệu tập các thuộc sĩ của Babylon, và trong đó cũng có Daniel được triệu tập đến. Vua báo cho họ biết rằng ông có một cái giấc chiêm bao rất là kinh khủng, nhưng mà ông thức dậy thì ông quên hết. Ông đòi những người thuộc sĩ là phải thuật cho ông biết cái đêm chiêm bao đó và ý nghĩa của nó là gì.
thì họ lần lửa, họ xin, họ nói rằng xin vua kể cho chúng tôi nghe đi, rồi chúng tôi sẽ giải đềm chiêm bao cho vua. Vua Nebuchadnezzar nói rằng các ngươi đừng qua mặt ta, các ngươi muốn ta kể rồi các ngươi nói nó như thế này như thế này, hãy kể cho ta biết cái đềm chiêm bao mà ta đã thấy ở trong giấc ngủ, rồi giải cái đềm chiêm bao đó cho ta, bằng không các ngươi sẽ bị giết. Daniel nghe trong cái hoàn cảnh này, ông đã làm một công việc, và cái kết quả của nó cho chúng ta một cái hình ảnh, một nguyên tắc hết sức là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Daniel chương 2 câu 17 cho đến câu số 23 cho chúng ta thấy rằng Daniel đã đến với Chúa và đã được câu trả lời. Đoạn Daniel trở về nhà và tỏ sự ấy cho các bạn của mình là Hananiah, Misael và Azariah. Người xin họ cầu Đức Chúa Trời ở trên trời rủ lòng thương xót họ về sự kính nhiệm này. Họ cho Daniel và đồng bạn của mình khỏi phải chết với những bác sĩ khác của Babylon. Ông không muốn chết ở trong một cái chết chung với những người không thờ phượng Đức Chúa Trời, vì ông và các bạn của ông khác xa họ. Họ thờ tà thần, họ nhờ cậy vào trong sự giúp đỡ, những cái tin tức đến từ thế giới tối tăm của tà thần. Nhưng mà Daniel và các bạn của ông là những người kính sợ Chúa, thì ông cầu xin Chúa cho để ông và các bạn của mình không phải chết với những bác sĩ khác của Babylon. Câu số 19 chép: vậy sự kính nhiệm được tỏ ra cho Daniel trong sự hiện thấy ban đêm. Daniel bèn ngợi khen Đức Chúa Trời. Câu 20, đoạn Daniel cất tiếng nói rằng: ngợi khen danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng, vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài. Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua, ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng. Chính Ngài đã tỏ ra những sự sâu xa kinh nghiệm, Ngài biết những sự ở trong tối tăm và sự sáng ở với Ngài. Câu 23, ở Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi cảm ơn và ngợi khen Ngài, vì Ngài đã ban cho tôi sự khôn ngoan và quyền phép, và bây giờ Ngài đã khiến tôi biết điều chúng tôi cầu hỏi Ngài, mà tỏ cho chúng tôi biết việc của vua. Cảm ơn Chúa. Daniel biết một điều mà xin Chúa Ngài cũng nhắc nhở chúng ta. Cái giấc chiêm bao mà vua Nebuchadnezzar đã thấy, chúng ta tin rằng Chúa Ngài cho ông thấy cái giấc chiêm bao này. Bởi vì sau này chúng ta nghe lời giải thích, thì chúng ta cũng như Daniel bày tỏ nhắc cho Nebuchadnezzar biết cái điểm chiêm bao này, thì chúng ta thấy rằng một cái sự bày tỏ ra của dòng lịch sử của bốn đế quốc, một thời gian rất dài, chỉ có Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ ra. Vua Nebuchadnezzar, ông trong giấc ngủ ông thấy cái điểm chiêm bao đó, ông thấy cái sự kinh khủng của hình ảnh của cái pho tượng đó, nhưng mà khi ông thức dậy ông quên. Đã nên biết cái giấc chiêm bao này đến từ Đức Chúa Trời, và đấng biết tất cả mọi sự ở trong sự kinh nghiệm, vì Ngài là đấng vô sợ bất tri, Ngài biết tất cả mọi sự. Ông đến ông xin Chúa, thì Chúa Ngài đã bày tỏ ra cho ông chẳng những thấy được, biết được cái điểm chiêm bao đó, mà còn cho cái lời giải nghĩa nữa. Anh chị em, đây là một trong những cái phước hạnh Chúa dành ban cho chúng ta. Nguyện xin Chúa Ngài ban ơn để sẽ có nhiều con cái của Chúa, anh chị em sẽ kinh nghiệm Chúa ở trong mức độ này, bởi vì Ngài là đấng có thể tỏ những điều kinh nghiệm. Ở trước mặt Chúa, chúng ta thấy mọi việc đều trần trụi, và Chúa là đấng biết hết mọi sự, có thể giúp đỡ cho chúng ta bày tỏ những việc kinh nghiệm. Cho nên chúng ta hãy lắng nghe để được Chúa Ngài hướng dẫn. Ngài sẵn sàng hướng dẫn chúng ta. Và một trong những cái phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho, cái khả năng siêu nhiên được gọi là sự ban cho của Đức Thánh Linh, ân tứ của Đức Thánh Linh, đó là lời khôn ngoan và tri thức, là những sự hiểu biết, những cái điều chúng ta, những chi tiết mà bình thường chúng ta không thể biết được. Nhưng mà có một sự ban cho, có một sự soi sáng, có một sự bày tỏ của Chúa để chúng ta biết cái điều chúng ta không thể biết, và chúng ta có thể biết được. Đó là sự giúp đỡ từ nơi Chúa. Và khi chúng ta cầu nguyện, có những lúc chúng ta không biết mình phải cầu xin điều gì, thì Chúa Ngài là đấng có quyền để bày tỏ cho chúng ta. Nó dẫn chúng ta đến điều thứ sáu, đó là đến gần của ân phước để xin biết ý của Chúa. Vì có những lúc ở trong đời sống chúng ta không biết bước kế tiếp phải làm là gì, hay là con đường nào chúng ta phải theo.
Và đây là những ngã ba của cuộc đời mà chúng ta biết rằng cái quyết định của chúng ta rẽ trái rẽ phải là điều rất là quan trọng. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có một Đức Chúa Trời hàng sống, một Đức Chúa Trời toàn tri, đấng vô sở bất trị. Ngài có thể bày tỏ ra cho chúng ta. Xin Chúa cho để chúng ta có một cái lỗ tai nhạy bén để nghe được, và một cái quyết tâm như Habakkuk đã nói. Ông chôn chân ra đồng lý. Ông rình xem Chúa phán với ông điều gì. Và ông phải đối lại lưới với những điều Chúa nghe phán đó như thế nào, hay là đáp lại với những gì Chúa nghe phán dạy ông như thế nào. Kinh Thánh dạy chúng ta trong Gia Cơ chương 1 câu số 5. Chúa mời, lời của Chúa bảo chúng ta: ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người một cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Cảm ơn Chúa. Đừng ngồi đó mắng mình ngu quá, không biết cái gì, mà hãy vươn tới Chúa. Hãy xin. Chúa không trách móc chúng ta. Chúa Ngài không nói chuyện đó như vậy mà con không biết sao. Không. Lời của Chúa nói rằng Ngài sẽ ban cho một cách rộng rãi, không trách móc ai. Cảm ơn Chúa. Hãy xin. Hãy xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Đây là một trong những điều mà Chúa bảo chúng ta xin đi, rồi chắc chắn Chúa Ngài sẽ ban cho chúng ta. Xin để được khôn ngoan. Tại sao chúng ta không xin? Dạy gì mà không xin? Cho nên chị em chúng ta hãy cầu xin sự khôn ngoan từ nơi Chúa. Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta. Anh chị em có bao nhiêu quyết định chúng ta cần làm ở trong một ngày? Có những điều chúng ta cần biết. Nhất là trong thời đại này, chúng ta biết rằng tin tức báo chí, họ có thể họ đưa những cái tin tức mà họ chỉ những điều mà họ muốn chúng ta thấy mà thôi, chứ không phải là tin tức thật. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan sáng suốt. Chúng ta không dựa trên tin tức của con người mà thôi. Chúng ta phải nhận được sự dẫn dắt từ thiên đàng để chúng ta có thể sống một cách khôn ngoan. Xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta có thể đến gần ngôi phước của Chúa ở trong tinh thần nhận biết rằng Chúa có thể bày tỏ ý của Ngài để chúng ta có thể biết phải làm những quyết định như thế nào. Chúng ta có nhiều điều cầu xin, kêu cầu Chúa can thiệp vào trong hoàn cảnh của chúng ta. Nhưng thường thì chúng ta lại thiếu tìm biết ý của Chúa là điều có thể mang chúng ta vào đường lối của Chúa. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ hành động đúng theo như cách mà Chúa Ngài đã định. Và chúng ta thấy rằng việc nó hoàn toàn khác hẳn với nếu chúng ta chỉ lần mò đi ở trong bóng tối, lần mò đi với cái thái độ may ra chúng ta có thể làm đúng theo, hay là tình cờ chúng ta có thể làm đúng theo được ý của Chúa. Nhưng hãy đến và lắng nghe, hãy đến và xin Chúa ban chúng ta sự khôn ngoan. Chúa hứa Ngài sẽ ban. Đường lối của Chúa cao hơn đường lối của chúng ta. Cho nên chúng ta hãy đi cái con đường cao này, con đường của Chúa, ý của Ngài. Ý Chúa cao hơn ý tưởng của chúng ta, như Esai 55 câu 9 nhắc chúng ta điều đó. Và Jeremy chương 6 câu số 16, Đức Giê-hô-va phán như vậy: hãy đứng trên các đường cái, nhìn xem, tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu, hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được an nghỉ cho linh hồn của mình. Nhưng chúng nó đáp rằng: chúng ta không khứng đi đường ấy. Ở đây lời của Chúa dân sự của Chúa. Đáng lý ra dân sự của Chúa và mỗi một chúng ta phải nghe theo như lời của Chúa phán tại đây: hãy đứng ở trên đường cái, cảm ơn Chúa, và nhìn xem, tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu. Ở đây cho chúng ta thấy có một cái sự phân tích. Lời của Chúa bảo chúng ta hãy đứng trên đường cái. Hình dung đây là con đường của sự dẫn dắt của Chúa. Hãy đứng ở trên đường cái, nhìn xem, tra xét những cái đường lối cũ. Có những việc mà Chúa Ngài đã làm. Có những việc đã Kinh Thánh đã ghi lại cho chúng ta đường lối của Chúa Ngài hành động. Thì chúng ta đứng, chúng ta quan sát, chúng ta phân tích, chúng ta so sánh. Rồi cụm từ kế tiếp rằng xem thử đường tốt ở đâu. Khi chúng ta xem và biết cái đường tốt ở đâu rồi, thì lời của Chúa bảo chúng ta phải vâng theo, hãy đi đường ấy. Thì các ngươi sẽ được an nghỉ cho linh hồn của mình. Đừng làm như dân sự của Chúa năm xưa, không khứng đi theo, nhưng mà vâng lời Chúa. Cảm ơn Chúa. David là người đã đắc thắng một chuỗi của những trận chiến mà chúng ta thấy rằng đã đem lại cho ông một cái kinh nghiệm, và đời sống của ông biết Chúa một cách rất là rõ ràng, vì ông là người tìm cầu ý của Chúa.
Ở trong Samuel thứ nhì chương 5 từ câu 17 cho đến câu số 25 cho chúng ta thấy hai lần cái hoàn cảnh nó gần giống nhau, nhưng mà vì David ông cầu xin sự hướng dẫn của Chúa thì chúng ta thấy rằng Chúa đã hướng dẫn ông hai cách khác nhau. Xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng ta thấy điều này. Samuel thứ nhì chương 5 câu 17 đến 25, khi dân Philistine biết David đã chịu sức giàu làm vua Israel rồi thì kéo ra đặng đánh người. Đây là hình ảnh mà chúng ta thấy khi Chúa ngài sức giàu, khi Chúa ngài ban ơn, khi Chúa ngài có chương trình cho đời sống của chúng ta, kẻ thù sẽ kéo ra để ngăn trở, vì nó biết rằng để chúng ta bước đi trong thiên mệnh, bước đi trong đường lối của Chúa, kế hoạch của ngài cho đời sống của chúng ta, đời sống của chúng ta sẽ đầy phước hạnh và rất là hiệu quả. Cho nên chúng ta thấy ở đây dân Philistine kéo ra đằng đánh người. Đáp ứng của David là như thế nào? Kéo quân ra để mà chiến đấu chưa? David hay điều đó, bèn đi đến đồn. Dân Philistine đi đến bủa ra trong trũng Rephaim. Bây giờ David cầu vấn Đức Giê-hô-va mà rằng: tôi phải lên đánh dân Philistine chăng? Đức Giê-hô-va đáp cùng David rằng: hãy đi lên, vì hẳn ta sẽ phó dân Philistine vào tay của người. Vậy David kéo đến ba anh Phê-rắc-xim là nơi người đánh dân đó, và người nói rằng: Đức Giê-hô-va đã đánh vỡ các kẻ thù người tôi trước mặt tôi khác nào như nước chảy, bởi cớ đó người đặt tên chỗ này là ba anh Phê-rắc-xim. Dân Philistine bỏ lại các thần tượng của chúng nó tại đó, David và thủ hạ của người lấy đem đi. Rồi chúng ta để ý câu số 22 trở đi. Dân Philistine trở lại lần thứ nhì và bổ ra trong trũng Rephaim. David cầu vấn Đức Giê-hô-va. Ngài đáp rằng: ngươi cho đi lên, hãy đi vòng phía sau chúng nó, rồi ngươi sẽ tới chỗ chúng nó về hướng cây dâu. Và khi nào ngươi nghe tiếng bước ở trên ngọn cây dâu, bây giờ hãy lật đật xông tới, vì chính trong lúc đó Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi đặng hãm đánh đạo quân Philistine. David làm mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. Người đánh đuổi dân Philistine từ Geba cho đến Gê-xe. Ở đây dạy chúng ta một cái bài học. Chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa lần này, nhưng mà chúng ta không được quyền để chúng ta lên công thức rằng Chúa ngài đã làm như vậy lần trước, bây giờ chúng ta làm đúng như vậy thì chúng ta sẽ có cùng một kết quả. Chúng ta thấy cùng là dân Philistine, cả hai lần đều bủa ra trong trũng Rephaim. Nhưng mà một lần, lần đầu khi David ông xin Chúa, ông cầu vấn Chúa, thì Chúa bảo rằng hãy xông tới, hãy đến đánh dân Philistine. Thì Chúa ngài bảo rằng: được, ngươi hãy đi lên, vì hẳn ta đã phó dân Philistine vào tay của ngươi. Lần đó David thắng lớn. Rồi chúng ta thấy trong câu 22, dân Philistine trở lại lần thứ nhì, bủa ra trong trũng Rephaim nữa. Và nếu mà David giống như đa số chúng ta, ông sẽ làm công việc là đem quân ra đánh, vì lần trước Chúa đã cho mình đắc thắng mà. Nhưng mà không, David bày tỏ cho chúng ta một cái gương rất là quan trọng. Ông lại cầu vấn, ông xin sự hướng dẫn của Chúa. Câu 23, David cầu vấn Đức Giê-hô-va và ngài đáp rằng: ngươi chớ đi lên, nhưng mà hãy đi vòng phía sau chúng nó, rồi ngươi sẽ tới chúng nó về hướng cây dâu. Có một cây dâu mà Chúa bảo David và đồng quân của ông đi đến, cho đến chừng nghe có tiếng bước đi ở trên cây dâu đó, bước ở trên ngọn cây, thì lời của Chúa bảo rằng: bây giờ hãy lật đật xông tới, vì chính trong lúc đó. Đức Chúa Trời ngài biết thời điểm mà ngài sẽ hành động, David không biết. Mà Chúa ngài đáp lại cái tinh thần cầu xin ý của Chúa của David, mà chúng ta thấy trong trường hợp này thời điểm rất là quan trọng. Và Chúa cho ông một cái dấu rất là rõ: kia đến gần cây dâu, đứng ở tại đó và chờ đợi. Khi nào nghe tiếng bước đi, có tiếng xào xạc ở trên ngọn của cây dâu, sự vận hành của Chúa, sự hiện diện của Chúa bày tỏ để ngài đi trước đặng hãm đánh đạo quân Philistine. Chúa ngài bày tỏ rằng sẽ có cái tiếng đó, khi ngươi nghe thì lúc bây giờ Chúa bảo rằng hãy lật đật xông tới, vì chính lúc đó Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi đặng hãm đánh đạo quân Philistine. Cảm ơn Chúa. Trên thánh ghi lại chúng ta câu 25, David làm mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. Người đánh đuổi dân Philistine từ Geba cho đến Gê-xe. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, bởi vì
biết câu hỏi ý của Chúa nên David không bị thất bại, tổn thất ở trong chiến trận. Và điều mà xin Chúa ngày giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta sẽ kinh nghiệm được đời sống cầu nguyện của chúng ta linh nghiệm, đời sống của chúng ta được Chúa ngài dẫn dắt, để chúng ta có thể hưởng được những phước hạnh tốt nhất như Chúa ngài đã định cho chúng ta. Tinh thần chịu hỏi, chịu cầu vấn Chúa là tinh thần mà chúng ta cần phải có để chúng ta có thể tấn tới trong Chúa. Đừng để cho tình trạng khó khăn trong đời sống của chúng ta, trong gia đình của chúng ta tiếp tục kéo dài. Xin Chúa ngài hướng dẫn. Có thể liên quan đến gia đình, hãy hỏi Chúa: thưa Chúa, tại sao gia đình của con không có hạnh phúc? Có thể liên quan đến mục vụ, là Chúa, tại sao mục vụ của con không có kết quả? Chúa ơi, con phải làm gì? Điều gì thiếu hụt trong đời sống của con? Xin giúp cho con. Con phải bắt đầu làm những điều gì? Con phải chấm dứt những điều gì? Để chúng ta có cái sự chỉnh sửa, để chúng ta có thể biết được sự hướng dẫn của Chúa, vì Chúa là đấng biết tất cả mọi sự. Hãy cầu nguyện và lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa. Nhiều khi chính chúng ta là nguyên do gây nên nan đề. Trong hôn nhân của chúng ta, nếu nó cứ hụt hạt, có thể cách mà chúng ta nói chuyện với người phối ngẫu của mình mà nó sanh ra chuyện. Xin Chúa cho chúng ta biết trong sự dẫn dắt của Ngài, chúng ta đổi cái cách chúng ta nói chuyện với người phối ngẫu của mình. Hay là chúng ta đánh mất những cái giao ước với người chung quanh, những người cộng sự của chúng ta, mà chúng ta thấy có cái trở ngại ở trong mục vụ của chúng ta. Hoặc là chúng ta có thể dâng hiến cho công việc nhà Chúa nè, nhưng mà chúng ta thấy vẫn đời sống tài chính của chúng ta vẫn gặp khó khăn. Có thể vì chúng ta dâng hiến không đúng cách và theo sự hướng dẫn của Chúa. Để chúng ta có thể nhận được phước của Chúa một cách tối đa, nhận biết ý của Chúa là điều không thể thiếu, phải không chị em? Cảm ơn Chúa. Thứ bảy, hãy đến gần nguồn phước để nhận được sự Chúa ngài đáp lời. Trở lại với Gia-cơ chương 1 câu số 5: ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban mọi sự cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Chúa cam kết ngài đáp lời cầu nguyện của chúng ta nếu chúng ta hỏi, chứ không phải là chúng ta la hét, chúng ta lầm reo với Chúa. Nhưng mà cầu xin, cầu hỏi ý của ngài. Cảm ơn Chúa. Hãy hỏi, hãy xin. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời. Hãy cầu xin đi anh chị em. Đừng ngồi đó lầm bầm, đừng đó kêu la dậy khóc, mà chúng ta hãy xin Đức Chúa Trời ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan, sự soi sáng của Chúa, dẫn dắt của ngài. Vì tôi tin rằng cho dù có bao nhiêu quỷ dữ đang tấn công anh chị em, Chúa có đường lối để giúp chúng ta giải quyết chúng nó. Cho dù chúng ta có bị vây quanh bởi nhiều nan đề, Chúa có cách để ngài có thể hướng dẫn chúng ta, để chúng ta sẽ ra khỏi. Chúa có đường lối. Như dân Philistine đến hãm đánh quân đội của David, kéo đến để nó làm giặc, thì nó nghe David được sức giàu để lên làm vua của dân Israel, của nước Israel. Thì chúng ta thấy ở tại đây, Chúa cũng có thể dẫn dắt chúng ta, và chúng ta có thể kinh nghiệm được sự đắc thắng. Khi mà Chúa mở cho chúng ta vào bệnh viện này, chúng ta sẽ trở nên người đắc thắng cho Chúa. Đời sống cầu nguyện của chúng ta linh nghiệm, đời sống cầu nguyện của chúng ta sẽ thấy dấu kỳ phép lạ xảy ra là như vậy. Và cuối cùng, hãy đến gần ơn phước của Chúa với dấu ấn, với cái con dấu hết sức là quan trọng, để tất cả những đơn chúng ta trình dâng lên cho Chúa hội đủ điều kiện để được Chúa ngài đáp lời. Giăng chương 14 câu 13 đến 14 chép: các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Anh chị em hãy nhìn thấy trong bức ảnh Đức Chúa Giêsu, danh của Đức Chúa Giêsu chính là cái con dấu của uy quyền này, khiến cho thiên đàng hành động. Ngài đóng cái dấu của danh của ngài, để những điều chúng ta cầu xin, những điều chúng ta trình dâng, thì chúng ta sẽ thấy có một cái sự đáp lời của thiên đàng. Nhiều người nghĩ rằng danh của Đức Chúa Giêsu chỉ là chấm dứt của lời cầu nguyện của chúng ta. Như chúng ta thấy, chúng ta cầu nguyện xong thì nhiều người cùng nhau nói lên đồng thanh, đó là nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Chúng ta nghe riết rồi chúng ta nghĩ rằng danh của Chúa như là một cái dấu chấm hết của cái lời cầu nguyện của chúng ta.
nhưng mà nó hơn thế anh chị em ơi. Kinh Thánh dạy Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh cho Đức Chúa Giêsu một cách không chừng mực, để cho chúng ta thấy danh của Đức Chúa Giêsu là danh quyền năng, danh được hỗ trợ bằng sự sức giàu của Ngài. Như khi Đức Chúa Giêsu ở trên đất và bây giờ đang ngồi bên hữu của Cha tại thiên đàng, thì chúng ta thấy rằng bởi vì Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh cho Đức Chúa Giêsu một cách không chừng mực, cho nên danh của Ngài thật là quyền năng, không có chừng mực. Như Công vụ chương 10 câu 38, thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giêsu Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Đức Chúa Giêsu được sức giàu không có chừng mực, thì chúng ta thấy danh của Chúa quyền năng hết sức là lớn lao. Tôi lấy ví dụ để chúng ta có thể hình dung được. Một khoảng thời gian trước, dưới thời của Tổng thống George Bush, George Bush con ấy, thì chúng tôi trong một lần một chương trình đại hội cầu nguyện được tổ chức tại thủ đô của Hoa Kỳ, thì chúng tôi lại được một cái lời mời là có thể vào ở trong Bạch Cung để các mục sư có thể gặp gỡ Tổng thống và có thời giờ để có thể cầu nguyện cho ông. Cảm ơn Chúa. Thì lập tức có một cái gọi là điều tra lý lịch, thì chúng tôi là những người sẽ chuẩn bị để đi vào đó. Thì người ta muốn biết nơi ăn chúng ở, địa chỉ của mình, số an ninh xã hội vân vân, để họ điều tra. Và cuối cùng thì chúng tôi được một cái văn bản có cái con dấu và chữ ký của Tổng thống. Thì lúc bây giờ chúng tôi đến ngày, đến cái giờ hẹn, chúng tôi có thể vào Bạch Cung một cách hết sức là nhanh chánh ngôn thuận. Khi đến nơi thì có an ninh họ kiểm soát. Thì khi họ nhìn thấy danh sách và bằng lái xe là cái giấy chứng minh, và họ so và họ thấy nó là đúng người, đúng tên, đúng người, thì chúng tôi lần lượt đi vào ở trong tòa Bạch Cung. Tôi chia sẻ điều này để khích lệ cho anh chị em một cái ý tưởng này. Nếu Tổng thống cho chúng ta một cái văn thư với tên và chữ ký của ông ở trên đó, thì cái lá thư đó có một cái sức mạnh và uy quyền như là chính Tổng thống đang đi ở bên cạnh chúng ta. Với cái lá thư này trong tay, chúng ta có thể đi vào những nơi mà chính Tổng thống có thể vào, bởi vì ông cho phép. Và cái con dấu cũng như chữ ký của ông là điều mà chúng ta thấy rằng hợp thức hóa, khiến cho chúng ta có thể đi vào ở trong những cái nơi mà bình thường chúng ta không thể đi vào được. Cũng vậy, uy quyền và sức mạnh của danh Đức Giêsu là điều mà chúng ta được Chúa Ngài hứa ban cho chúng ta. Chúa bảo hãy nhân danh Chúa mà cầu xin, thì chắc chắn Cha sẽ ban cho. Cầu xin bất cứ điều chi, Cha cũng sẽ ban cho. Cảm ơn Chúa, không điều gì có thể đương đầu với danh của Đức Giêsu được. Danh của Ngài, Philip chương 2 câu 9 cho đến câu số 11 cho chúng ta thấy, cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hầu cho nghe đến danh của Đức Chúa Giêsu thì mọi đầu gối ở trên trời, dưới đất, bên dưới đất thải đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thải đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Cảm ơn Chúa, không có điều gì có thể chống lại danh của Đức Chúa Giêsu. Quỷ dữ, bệnh tật, sự chết, danh của Chúa thật là lớn lao và quyền năng. Chúng ta còn nhớ khi Phi-e-rơ giúp đỡ cho người bại, Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta ông đã sử dụng danh của Đức Giêsu một cách hết sức là rõ ràng ở ta đề. Thì kết quả tức thì xảy ra, đó là một phép lạ lớn vô cùng đã xảy ra. Công vụ chương 3 câu 6 câu 7 chép: nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng, ta chẳng có vàng bạc chi hết, xong điều ta có thì ta cho người. Ông có được danh của Chúa, vì Chúa Giêsu đã bảo hãy lấy danh của Ngài mà cầu xin bất cứ điều chi thì cũng sẽ được ban cho. Ông làm gì? Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth. Chính xác, không thể nhầm lẫn được một Giêsu nào khác, nhưng mà Giêsu Christ ở Nazareth. Chính xác như vậy. Ông truyền lệnh, hãy bước đi. Anh chị em, đây là người bại từ thuở sanh ra. Câu mà Phi-e-rơ công bố ngắn nhưng mà đầy quyền năng, không gì có thể chống nổi danh của Chúa là như vậy. Lập tức, Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, người này
nhảy một cái xương mắt cá cứng vững, được chữa lành và phép lạ xảy ra vì danh của Đức Giêsu người Nazareth, Giêsu Christ người Nazareth được công bố. Cảm ơn Chúa vì cái con dấu này của danh của Chúa mà chúng ta có thể đứng gần ngôi ân phước và nhận được những điều chúng ta có cần ở trong đời sống là như vậy. Cảm ơn Chúa. Để kết luận, chúng ta thấy khi lời cầu nguyện được dâng lên ở trong danh Đức Giêsu, các thiên sứ được điều động để có thể thực hiện điều đã được công bố trong danh Đức Giêsu. Hebrew chương 1 câu 4 và câu 14 cho chúng ta thấy hình ảnh này. Vậy được hưởng danh cao hơn danh thiên sứ bao nhiêu thì trở nên cao trọng hơn thiên sứ bấy nhiêu. Và câu số 14, các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? Cảm ơn Chúa. Anh chị em, chúng ta phải chuẩn bị có lời của Chúa. Chúng ta sắp đặt những cái của lễ của sự ngợi khen, nhưng mà phải có một kết nối là chúng ta tiến vào, chúng ta đến gần với ân phước của Chúa ở trong đức tin, ở trong sự dẫn dắt của Chúa, ở trong cái tấm lòng chúng ta nhận biết và cầu xin cho vương quốc của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ thấy có kết quả. Hơn nữa, danh Đức Chúa Giêsu là phần gia tài của chúng ta ở trong Chúa. Chúng ta được đặc ân để sử dụng danh của Đức Giêsu như chính Đức Giêsu đã ra lệnh. Hãy nghe lại lời nhắc nhở này trước khi chúng ta kết thúc. Danh chương 16 câu 24, đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được hầu cho sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Cho đến bây giờ, đến bây giờ. Anh chị em hình dung câu kinh thánh này là một cái giao điểm giữa cựu ước và tân ước. Khi nãy chúng ta có nghe lời cầu nguyện, hay là chúng ta xem xét lời cầu nguyện của tiên tri Eli cũng như Daniel, cầu xin Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac, của Jacob hay là của Israel, thì ông đã được đổi tên từ Jacob sang Israel. Khi người trong cựu ước cầu xin cầu nguyện thì họ cầu nguyện danh của Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac, của Jacob. Ba thế hệ đã được bước đi ở trong dấu ước của Chúa, làm tuyển dân của Ngài, được nhắc như vậy. Đức Chúa Trời đó, Đức Giê-hô-va đó, đấng là Đức Chúa Trời của Abraham, rồi con của ông là Isaac, rồi cháu của ông là Jacob, thì không thể nhầm lẫn được. Đó là danh của Chúa ở trong cựu ước mà mỗi lần một người cầu xin thì họ công bố và xin ở trong danh đó. Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac, của Jacob. Nên Chúa Giê-xu Ngài nói rằng đến bây giờ, tức là cho đến cái giây phút của danh chương 16 câu 24 này, thì một đặc ân lớn lao đã được mở ra cho họ. Đó là bây giờ họ có thể nhân danh Chúa Giêsu Christ để xin. Oh, tuyệt vời vô cùng. Và nhờ Đức Chúa Giêsu Christ, nhờ sự chết của Chúa bởi huyết của Ngài mà chúng ta được bước vào trong giao ước mới. Trong giao ước này, chúng ta không cần phải cầu xin theo như danh của Chúa bày tỏ trong cựu ước với tuyển dân của Chúa là dân Israel. Và ngày hôm nay chúng ta có thể nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ mà chúng ta cầu nguyện. Chúa bảo đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được hầu cho sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Khi chúng ta cầu nguyện đúng cách, cầu nguyện một cách linh nghiệm, thì sự vui mừng của chúng ta được trọn vẹn, vì chúng ta biết rằng mình là người thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta là người được cứu trong Đức Giêsu Christ. Chúng ta là những người được đặc ân để sử dụng danh của Chúa. Cảm ơn Chúa. Và xin Ngài ban phước để chúng ta luôn luôn đến gần ơn phước của Chúa, để chúng ta nhận được ơn trong thời gian có cần dùng. Ở trong phước hạnh của Chúa là như vậy. Anh chị em được phước không? Xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta biết, chúng ta chuẩn bị. Và khi chúng ta đến gần ơn phước của Chúa, chúng ta đến với gạch nối hết sức là quan trọng này. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ở cùng bà đổ ơn trên anh chị em. Cho tôi cầu nguyện cho anh chị em. Và xin Chúa Ngài ban ơn trên mỗi một chúng ta, để đời sống cầu nguyện của chúng ta thật linh nghiệm ở trước mặt Chúa, và đời sống của chúng ta sẽ luôn chứng kiến dấu kỳ của phép lạ, của sự đáp lời của Chúa khi chúng ta cầu nguyện đúng theo ý của Ngài. Và cái điều chúng con cảm ơn Chúa vì phước hạnh, vì đặc ân mà Chúa Ngài ban cho chúng con. Cảm ơn Chúa vì Chúa toàn năng cũng là Cha chúng con, là Vua của vương quốc Đức Chúa Trời, mời gọi chúng con hãy đến gần Chúa, hãy đến gần ơn phước của Ngài. Và chúng con đến với tinh thần tập trung vào sự mở rộng của vương quốc của Đức Chúa Trời
giúp đỡ cho những người có cần. Cha chắc chắn đáp lời cầu nguyện. Ôi Chúa yêu dấu, con cầu nguyện cho hết thảy anh chị em của chúng con hội thánh ở trong giây phút này. Cha ban ơn đổ đầy thần của ân điển và nài sinh trên hết thảy chúng con, để chúng con hiểu được đặc ân Chúa ngài ban cho, để chúng con hiểu được và chúng con có một tinh thần kiên trì nài sinh, không phải nài nỉ Chúa nhưng mà nài sinh trong những điều Chúa hứa, để nước của Chúa được đến, ý của ngài được nên, và chúng con mỗi người đều sẽ thấy cái phước hạnh mà Chúa Giêsu dành ban cho chúng con. Khi chúng con nhân danh Chúa Giêsu, khi chúng con công bố trong danh Đức Giêsu xin Cha tất cả những điều chúng con xin sau đó, Cha hứa sẽ làm và ban cho chúng con, bởi vì chúng con xin ở trong danh của Đức Giêsu, trong đức tin, trong sự nhận biết ý của Chúa, thánh ý của ngài, trong sự soi sáng của ngài. Lời khen Chúa, xin ban ơn Chúa Giêsu để chúng con được dầm thấm bởi thần của sự khôn ngoan và nài sinh, ân điển và nài sinh tuôn đổ ở trên mỗi chúng con ở trong thời gian này. Hành động Chúa rót đầy ở trên chúng con. Cảm ơn Chúa. Để chúng con được khôn ngoan, dẫn dắt từ nơi Chúa, cầu nguyện đầy kết quả vì Cha hài lòng mà ban phước cho chúng con, đáp lời cầu nguyện của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, ngợi khen ngài và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin ban phước cho anh chị em mỗi ngày một phước hạnh càng hơn, sâu nhiệm càng hơn, đời sống cầu nguyện của chúng ta linh nghiệm càng hơn ở trong ơn của Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em trong buổi học Kinh Thánh lần tới. Xin Chúa ở cùng dẫn dắt anh chị em trong phước hạnh của ngài. Hãy bước đi trong sự bình an của Chúa. Xin kính chúc sự bình an của Chúa ở trên anh chị em. Shalom, hẹn gặp lại. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.